Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Máy Xúc Cần Cậu Sài Gòn. Chúng tôi rất là vui lại được phục vụ bà con. Ở trên màn hình này chúng tôi đang có một em S120-5. Con này giấy tờ hải quan đầy đủ luôn. Mới sản xuất năm 99 quý vị ạ. 99-2000, nói chung là con này sản xuất khá là ok rồi, sâu rồi, nhưng về cơ bản con này máy móc còn đẹp, phân phối thủy lực rất đẹp luôn. Và hiện tại thì chúng tôi đang cho làm bãi cát ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị đang có nhu cầu muốn mua dòng Hitachi S120-5 này thì có thể liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình video và kết nối Zalo. Chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết nhất từ em S120-5 này, giấy tờ hải quan đầy đủ. Con này thì không nằm ủi quý vị ạ, làm phiên bản châu Âu nó ít có nam lắm. Giá thì chúng tôi sẽ để ở cái phần tiêu đề luôn để cho quý vị biết. Cái phần tiêu đề chúng tôi sẽ ghi giá luôn để cho anh chị em và bà con cô bác có thể cân đối cái tài chính của mình. Nói chung là cái giá tiền xe nào thì tiền đó thôi quý vị ạ. Tiền nhiều thì chúng ta có thể sử dụng những cái dòng máy mà nó chất hơn một chút. Còn mà anh chị em ít tiền hơn thì có thể dùng máy đời sâu hơn. Hiện tại thì chúng tôi vẫn nói là chúng tôi có 3 bãi. Bãi thứ nhất là ở thành phố Buôn Thuật là bãi chủ lực. Bãi thứ hai quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, bãi thứ ba Diên Hương. Quý vị có nhu cầu mua cái dòng to nhỏ chúng tôi đều có, và anh chị đang ở đâu đó khu vực ba khu vực trên thì có thể đến tận nơi nhìn tận mắt và sờ tận tay thử cho mình những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Ở phương châm bán hàng tôi là chất lượng, để sao cho quý vị và quý khách hàng mua được giá cả hợp lý, không cao, giá bán rất sát để sao cho anh chị em mua được cũng không thách giá mọi người nhé. Với nữa là để cho quý vị có nhiều sự lựa chọn thì chúng tôi có rất là nhiều dòng máy như là Coe, Hitachi, PC, Volvo và Dosan. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin phép dừng video đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh của kênh Máy Xúc Cần Cậu CN để không bỏ lỡ những siêu phẩm cũng như những sản phẩm mà quý vị đang cần. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.